Những cơn đau ở vùng cổ, vai, gáy thường xuất hiện rồi tự giảm dần và có thể biến mất trong một thời gian mới xuất hiện trở lại, khiến cho nhiều người xem nhẹ và bỏ qua việc thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, đây chính là dấu hiệu cảnh báo tổn thương nặng nề cho cơ thể mà bạn có thể gặp phải. Nguy cơ và cách điều trị những biểu hiện bệnh này sẽ có trong chuyên mục hôm nay. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ gia đình. Thưa quý vị, ngày nay thì việc phải sử dụng máy tính thời gian dài trong công việc hay là sử dụng điện thoại di động, vận động không đúng cách cũng đã khiến cho nhiều người ít nhất một lần bị chứng đau cổ vai gáy, từ mức độ nhẹ đến rất nặng. Và chứng đau này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là gây nguy hiểm cho sức khỏe vận động của bệnh nhân. Nhận biết chính xác nguy cơ cũng như cách phòng ngừa đau cổ vai gáy sẽ là những thông tin trong chuyên mục Sống khỏe. Bác sĩ gia đình kỳ này sẽ mong muốn gửi đến quý vị và các bạn. Trước hết, như thường lệ sẽ là các tin tức y tế cập nhật. Bộ Y tế vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn, sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2, tránh tình trạng lạm thu sau khi hết dịch tại các địa phương. Trước đó, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19 và bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu, nhân lực, thiết bị tương ứng tại các cơ sở khám chữa bệnh, sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4. Nga cho biết có kế hoạch xuất khẩu vaccine COVID-19 Sputnik dạng xịt mũi. Đây cũng là loại mà Tổng thống Vladimir Putin vừa sử dụng như một liều tăng cường. Tổng thống Putin cho biết liều tăng cường gồm một mũi tiêm Sputnik Light. Sau đó một ngày, ông đã thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V dạng xịt mũi. Như vậy đến nay, Tổng thống Nga đã tiếp nhận 4 liều vaccine. Ông cho biết ông không gặp vấn đề gì về sức khỏe sau khi sử dụng các vaccine trên. Vaccine dạng xịt do Viện Gamaleya của Nga phát triển dựa trên vaccine Sputnik V. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, lây lan của biến chủng mới Omicron, Bộ Y tế chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur thực hiện giải trình tự gen những trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi. Phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế thông tin kịp thời về các biến chủng của virus SARS-CoV-2 để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch. Một liệu pháp điều trị HIV bằng đường tiêm thay thế việc uống thuốc hàng ngày đang được cung cấp miễn phí tại Anh. Đối với những người đang sống chung với căn bệnh này thì đây là một cuộc cách mạng. Thuốc kháng virus HIV dạng tiêm là sự kết hợp giữa thuốc Cabotegravir và Ringpivirin. Thuốc được đánh giá là có hiệu quả như thuốc kháng virus HIV dạng uống trong việc duy trì tải lượng virus thấp. Thay vì phải uống thuốc hàng ngày, các bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc 2 tháng một lần. Vì vậy, mỗi năm chỉ cần điều trị 6 lần. Các nhà khoa học tại Mỹ đang tiến gần hơn đến việc đảo ngược tình trạng bị liệt ở người với một liệu pháp đột phá vừa được thử nghiệm trên chuột. Trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã tiêm một mũi thuốc đặc biệt trực tiếp vào các mô xung quanh tủy sống của những con chuột bị liệt. Ngay lập tức, thuốc tạo thành một mạng lưới phức hợp các sợi nano mô phỏng chất nền ngoại bào của tủy sống. Chỉ 4 tuần sau, những con chuột này đã khôi phục khả năng đi lại. Nhóm nghiên cứu cho biết sẽ đề nghị cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA cho phép thử nghiệm phương pháp này trên người. Đau cổ vai gáy là một tình trạng khá nhiều người gặp phải. Bệnh lý này là do nhiều nguyên nhân gây nên, có thể do cơ học hoặc do bệnh lý. Nhiều người thì sẽ thường chịu đựng để cho cơn đau tự giảm, dẫn đến là tình trạng bệnh lý tái đi tái lại nhiều lần. Và không ít trường hợp bị kéo dài cũng như là mức độ tổn thương nặng nề, dẫn đến việc là điều trị gặp khó khăn và tốn kém. Một triệu chứng khá khó chịu mà hầu như những người làm việc văn phòng đều từng gặp phải là mỏi, đau, nhức vùng cổ, vai gáy. Khi gặp triệu chứng này, mọi người thường cố gắng xoay cổ, bóp vai hoặc vùng gáy cho qua cơn đau tạm thời và trở lại làm việc bình thường. Thực tế ghi nhận cho thấy những cơn đau cổ vai gáy không thể xem thường bởi tác động lâu dài nặng nề mà chứng bệnh có thể gây ra.
khi mà các cái triệu chứng có ảnh hưởng tới vùng tay hay là có hiện tượng là tê tay hay teo cơ tay thì thường thường chúng ta cần phải hết sức chú ý, bởi vì cái này nó đã qua cái giai đoạn muộn và nó đã gây ra những cái biến chứng nhất định khi mà bệnh nhân sau một thời gian dài bệnh nhân đặc biệt bệnh lý đau vùng vai gáy. Và để biết được nguyên nhân chính xác nhất thì bệnh nhân sẽ được thăm khám lâm sàng kết hợp với cận lâm sàng như là X quang, như là chụp MRI, như là đo điện cơ để xác định được cái nguyên nhân bệnh nhân bị bệnh lý đau vai gáy này. Như phần lớn các bệnh liên quan đến cơ xương, người mắc các cơn đau cổ vai gáy thường chủ quan, cố chịu đựng cơn đau và bỏ qua việc thăm khám hoặc tự điều trị như massage, uống thuốc giảm đau và để bệnh tự giảm. Để có thể đi lại được như hiện nay, chị Trần Nguyễn Hạ Đoan phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu và trải qua hơn 6 tuần điều trị tại khoa nội nhi Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng. Dù trước đó những cơn đau đã xuất hiện và khiến chị sinh hoạt làm việc khá khó khăn thời gian dài. Chưa bao giờ đi khám luôn và mình cũng không nghĩ đến luôn. Nói chung là mình nó không có ở trong tư tưởng mình là mình bị đau đó. Ở vì mình là người tập thể dục mà nó nhiều, tập thể dục rất là nhiều luôn. Khám lâm sàng là thấy những cái dấu hiệu ban đầu á thì bác sĩ nghi là bị cổ. Thì sau đó là mình chụp MRI thì mình bị hơi nặng, là có nghĩa là mình bị tứ thất vị hai đĩa của cột sống cổ. Và trong cái quá trình mình vận động, khi mà nó đã thất vị mình không biết á, mình vẫn vận động cho nên nó có bị rách dây chằng sau. Việc ít vận động hay là vận động quá mức thì đều làm cho cột sống bị thoái hóa. Đặc biệt những người làm việc văn phòng thì họ hay phải ngồi lâu. Chính vì vậy nó sẽ tác động lên vùng chịu lực của cơ thể như là vùng cột sống, vùng đĩa đệm cột sống cổ, vùng cột sống thắt lưng. Và khi mà ngồi quá lâu thì cái tư thế gò bó này nó sẽ làm cho cái cơ thể cơ bắp bị co cứng do phải vất vả giữ cái tư thế cho cơ thể. Và từ đó thì nó tăng tải trọng cột sống, đặc biệt là ở vùng cột sống cổ, có thể gây ra hiện tượng thoái hóa cột sống cổ, vùng gai vùng cột sống cổ, gây ra thoát vị các đĩa đệm ở vùng cột sống cổ, từ đó gây ra bệnh lý đau vai gáy. Như mọi chứng bệnh khác liên quan đến xương, đau cổ vai gáy tiến triển âm thầm và để lại di chứng dai dẳng nếu không được phát hiện sớm. Biểu hiện bệnh dễ bỏ qua trong thói quen sinh hoạt, vận động và làm việc hàng ngày khiến việc điều trị sẽ mất thời gian. Đồng thời đây là chứng bệnh đòi hỏi sự kiên trì cả trong điều trị y khoa lẫn tập luyện của bệnh nhân. Cái phòng ngừa của bệnh lý đau vai gáy này thì trước mắt á, là người bệnh phải có một cái tư thế ngồi cho đúng khi mà làm việc ở văn phòng. Và đặc biệt khi mà mỏi cuộc sống á, thì thường thường chúng ta sẽ thấy có một cái thói quen là hay bẻ cổ răng rắc. Đây là một thói quen rất là hại, bởi vì ví dụ như khi đó cuộc sống chúng ta đã bị thoái hóa, đã bị thoát vị rồi, cái việc bẻ vặn cổ này không đúng tư thế nó sẽ làm cho cái đĩa đệm thoát vị ra nhiều hơn và từ đó làm cho bệnh tình trở nên nặng nề hơn. Ngoài ra thì đối với một số các cái tư thế mà chúng ta việc ngồi xe ô tô, ngồi xe máy đi làm chẳng hạn, chúng ta phải giữ cái cuộc sống ở một cái tư thế tốt nhất, không để cong vẹo cuộc sống. Ngoài ra khi mà chúng ta hay có một cái thói quen là hay vừa nằm vừa ngồi để coi TV hay bấm điện thoại, đó cũng là một trong những cái tác động trực tiếp đến cuộc sống cổ. Không chỉ bệnh nhân lớn tuổi hoặc dị tật bẩm sinh, các chứng bệnh liên quan đến xương khớp được ghi nhận ngày càng nhiều ở bệnh nhân trẻ tuổi trong thời gian gần đây. Thói quen sinh hoạt, vận động, bệnh nghề nghiệp chính là lý do dẫn đến điều này. Và như tất cả các vấn đề về sức khỏe khác, bất cứ cơn đau, triệu chứng khác lạ nào của cơ thể cũng cần được chú ý, thăm khám và điều trị để tránh các tác động lâu dài về sau. Với người làm việc văn phòng, đau cổ vai gáy là một tình trạng mà hầu như ai cũng gặp một vài lần. Một tư vấn bỏ túi kỳ này sẽ giới thiệu một vài bài tập nhanh giảm áp lực cho cổ vai gáy để bạn có thể dễ dàng ghi nhớ và tập luyện giữa giờ làm việc. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một số bài tập về cổ gáy để đề phòng cũng như là ngăn ngừa các cái bệnh về cổ gáy mà các anh chị làm văn phòng thường hay mắc phải. Tập tác 1, cúi cổ tối đa, sau đó từ từ đưa về vị trí cũ. Động tác thứ 2, ngửa cổ tối đa. Động tác thứ 3, nghiêng qua tối đa. Động tác thứ 4, nghiêng phải tối đa. Động tác thứ 5, xoay trái tối đa. Động tác thứ 6, xoay phải tối đa. Động tác thứ 7, động tác phối hợp.
chứng đau cổ vai gáy thường dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, như nhiều bệnh lý khác thì đây cũng là một căn bệnh có thể để lại di chứng nặng nề cho bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào. Đừng quên tham vấn bác sĩ để có những lời khuyên, lộ trình điều trị hợp lý khi cơ thể có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.